Hello tất cả các bác. Xe Brame vừa lại về một chiếc Audi Q3 thế hệ mới, form mới. Cái này là nhập khẩu Tây Ban Nha các anh chị nhé. Động cơ 1.6 turbo tăng áp số tự động. Một chiếc Audi, một cái thương hiệu tên tuổi đến từ Đức. Thì nói chung là chúng ta đều phải hiểu rõ rằng một chiếc xe rất là đắt khi lúc mua mới. Nhưng ngày hôm nay nó có một mức giá cực kỳ yêu thương, 550 triệu đồng các anh chị nhé. Audi Q3 5 chỗ ngồi. Thế hệ mới thì các bác có thể thấy là cái giải đèn sau nó là full LED, rất là đẹp đúng không ạ? Audi thì chúng ta cũng không cần phải nhìn nhiều, phân biệt nhiều, chỉ nhìn những cái vòng tròn kết nối với nhau thôi đã thấy rằng đó là thương hiệu của Audi rồi. Đây ạ. Đây là một cái màu sâm banh. Đấy, khá là đẹp và độc. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng một chiếc xe gầm cao vào đây. Giải đèn full LED của nó thì rất là LED. Và bên trong thì cộng hưởng với giải đèn phanh và xi nhan cũng là full LED các anh chị nhé. Một chiếc xe này mà chạy phố thì nó quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Nó khá là gọn gàng, tinh tế và cao quý nhưng lại gầm cao nữa các anh chị ạ. Đương nhiên về chế độ an toàn của dòng xe Đức thì nó là số 1 rồi. Thì anh chị có thể thấy cảm biến, cảnh báo va chạm thì phía trước và phía sau. Đó. Và phần cốp thì sao? Và cốp thì cũng khá là rộng, tôi chỉ nói là xe khá rộng đây này. Nhưng đặc biệt là vật liệu thì rất là cao cấp. Đấy, rất là cao cấp và mới các anh chị nhé. Đây ạ. Đây anh này. Và đây này các bác này, nội thất thì màu kem bơ. Đấy, màu kem bơ và dưới này xem nó có những cái gì. Lốp dự phòng. Đấy, và những cái đồ nhựa trong xe thì còn rất là mới này. Rất là mới các bác nhé. Đó. Ok, phần cốp thì cũng như thế này là chúng ta hoàn toàn chấp nhận được, đúng không ạ? Và phần nhựa của xe thì đúng là một chiếc xe đắt tiền thì bao giờ chủ nhân cũng rất là giữ, thì các bác nhìn giúp em này. Đấy, những cái phần nhựa, chi tiết nhựa nhé. Nó rất là mới, nói chung là rất mới. Đây này. Đấy, rất mới. Và đây nữa thì quay kỹ cho các bác một chút nhé. Các bác ở xa thì mong muốn là xem được nhiều hơn. Và đây những đường keo chỉ của nó là zin hết nhé. Đảm bảo cam kết với các bác là xe không đâm xô, không thủy kích ngập nước nhé. Đấy, zin hết các bác nhé. Bên này nữa. Những cái đường keo này. Đấy, đây cho các bác xem này. Đó. Rất ok và mới, đúng không ạ? Đây từ cái phần nhựa sau này. Đấy. Có rất ok. Ồ. Cái vỏ rất nặng và chắc, đóng cái cửa con này chắc quá. Và quá chắc luôn. Đúng là Audi của Đức. Và các bác có thể bước sang bên cạnh thì chúng ta có thể thấy là gầm rất là cao. Độ sáng gầm mà tôi nghĩ là nó lên đến hơn 20 phân. Đấy, hơn 20 phân. Và một bộ la răng là đa chấu thương hiệu của Audi. Đây các bác ngắm này. Một chiếc xe rất là vừa vặn và đẹp mắt. Đấy, cái này chạy rất là sướng và tiết kiệm nhiên liệu nhé. Cái này là máy 1.6 turbo, 4 phanh đĩa ABS này các anh chị này. Đấy, từ cái giá lóc của nó này rất xịn sò luôn. Đúng là vật liệu cao cấp đúng không ạ? Tuyệt vời. Đấy. Cảm biến khóa mở cửa cả bốn cánh, cả bốn cánh các anh chị nhé. Tay nắm cửa thì nhìn cũng rất là vừa vặn và vừa phải. Tâm lô tâm ly thì còn đẹp. Một chiếc xe như thế này cùng đời là rất đẹp rồi các anh chị này. Và đặc biệt đóng cái cửa này nghe rất sướng luôn. Tâm lô tâm ly là đẹp, rất đẹp luôn, không bị chảy xước. Và cái vật liệu của nó cũng không bị chảy xước luôn. Bên cạnh này thì là chrome hết nhé. Đó. Và ghế thì vẫn là da zin. Đấy, nhưng mà các bác đừng thấy nó nhăn nhăn mà chê nó. Cái da xịn sò này có tuổi thọ lên vài chục năm đấy. Đấy, vài chục năm thì bao giờ cái mặt ghế ngồi nhiều nó cũng trùng này. Đấy, các bác thích thì độ nó lên cho nó căng. Nhưng cái chính là nó là zin, cái độ bền nó rất là cao. Tâm lô tâm ly, màn hình điều hòa auto hai vùng độc lập. Đấy, có đầu đĩa CD, chúng ta trải nghiệm dàn âm thanh của xe Đức rất là hay. Và cái đặc trưng cái củ số này rất đẹp mắt nhé. Những cái phím bấm này. Đấy, phanh tay điện tử này. Con này có 1.6 turbo tăng áp thôi, chạy rất là mạnh mẽ nhưng mà vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Trang bị cả đầu đĩa CD nhé, tạo lên hai lớp gioăng này các bác này. Cái này nữa này, rèm cửa, mép cửa này rất xinh. Đấy, đóng cửa nó cực kỳ chắc. Đấy, chắc lịch luôn các bác ạ. Đây nữa này, tâm lô tâm ly này.
Đam lô tâm ni con này phải nói là chấp nhận, đời này mà giữ được như thế này là đẹp. Đấy, chúng ta không dám nói là đẹp như mới, nhưng như thế này cùng đời là đẹp. Đúng không ạ? Và ghế sau thì cũng khá là rộng và có cửa gió điều hòa phía sau. Đấy, có cổng sạc điện thoại. Đây các bác này. Màu kem thì nó sang. Đấy, nó sang đúng không ạ? Đó. Thì đó là phần bên phụ nhá, có cửa gió điều hòa phía sau, chân đẹp kính này. Ô cửa kính này, đèn tích hợp bao rẽ trên gương có nhá, giải đèn led nhá. Và đây nữa, đèn bi và giải đèn led định vị ban ngày. Đây ạ. Con này thì vừa về thì tôi cũng chưa cho đánh bóng, ngày mai tôi cho đánh bóng một số vết xước còn. Đấy, một số vết xước là còn các anh chị nhá. Đấy, thì tôi sẽ chỉ cho anh chị một vài vết xước để các anh chị có thể tí nữa thì tôi cho đi đánh bóng và cho đi tỉa tót sơn một chút. Với cái xe này vừa về thì tôi quay luôn. Đây này, nó cọ một tí này. Đấy, cọ một tí nhé, xước một tí này, xước một tí này. Chứ thường người ta mông xe thì người ta phải mông hết, mông má hết. Đây, đèn gầm đây. Thì người ta mới chụp ảnh quay xe cho các bác. Nhưng mà tôi thì tôi lại thích có những cái xe mộc mới về mà nó còn nguyên bản như này thì quay cho các bác luôn, còn đâu tí thì cho đi bán tỉa luôn. Không sau này các bác lại bảo ôi ông Phúc cái chỗ này tại sao lại bán sơn thế lọ thế kia thì cũng nói rõ luôn các bác. Đấy. Đặc biệt là cái đầu Audi nó rất là đẹp, nó rất là sang trọng. Đây các bác này, tôi rất thích cái lưới tản nhiệt và cái kiểu làm của mặt Audi, nó rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn nó bệ vệ, nó sang, nó có một cái gì đó nó chất men hơn. Đó, rất là đấy, máy turbo. Đây các bác này, nhìn này, con này biển mà gốc thành phố, con này chủ thứ hai các anh chị nhé, gốc thành phố. Thì các bác về thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh không mất 20 triệu tiền biển, có rửa đèn, có cảm biến cảnh báo va chạm phía trước và phía sau. Đấy, con này màu sâm banh rất là đẹp luôn nhé, rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Đây, và chúng ta đi luôn vào phần nội thất này. Đây cái giá lóc nhá, quay cho các bác luôn này, cái giá lóc này đó, còn rất là mới nhá. Cảm biến này. Đấy. Gương thì cũng rất là vừa vặn với thân hình chiếc xe. Tem này, tem của Audi là chuẩn men nhá. Và đây tablo tâm ly. Đấy. Còn rất là mới. Còn rất là mới và tất cả các phím bấm đều có đèn nét. Ưu tiên thì ghế lái được chỉnh điện. Đấy, được chỉnh điện các anh chị nhá. Và những cái mép của nó là chuẩn men này. Đấy, và đây cái vô lăng của Audi, nhìn cái vô lăng củ số là biết xe đẹp rồi, chạy ít rồi. Đây ạ. Đấy, rất ok, có đầu đĩa CD để chúng ta nghe nhạc, có FM nhé, có mọi thứ các bác nhé. Các bác chỉ cần nhìn cái vô lăng thôi là biết xe đẹp rồi, đúng không ạ? Cửa gió điều hòa này, dù sao một chiếc xe này cũng vài tỷ, đâu có ít, trên 2 tỷ. Và đây này. À, nhựa mềm này, cách âm trong còn tốt, loa thì hay lắm, nhiều loa các bác ạ. Rất tiếc tôi không được mở nhạc, đấy, vi phạm bản quyền. Đấy, còn bình thường thì tôi cũng thích mở nhạc để các bác nghe. Đấy, để các bác nghe nhé. Đấy, rất nhiều túi khí quanh xe luôn, cửa gió điều hòa đẹp, bản trung tâm này, đầu đĩa CD này, cắm thẻ SD 1-2 này, đấy, tăng giảm âm lượng này. Đấy, nhiều cái chế độ của xe này, điều hòa auto hai vùng độc lập này, lấy gió trong gió ngoài này, những cái phím bấm rất mới luôn, đặc biệt củ số đẹp như thế này này các bác này, da zin xịn sò này, đẹp chưa, phanh tay điện tử này đó. Và các bác thấy chưa, ok, chạy con này rất chắc xe và sướng, tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt có 550 triệu. Khóa mở cửa trên này. Đấy, mở cửa thì ở trên này nhé các bác nhé. Đó, các bác có thể ngắm lại một lần nữa. Và đây, tôi quay thêm cái cánh cửa tâm ly phía sau nữa là đủ đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta đi vào khoang động cơ và cuối cùng là đi vào phần gầm. Gầm con này thì đẹp lức người luôn. Và chạy con này thì tôi cũng khá là bất ngờ. Mới đầu nghĩ thì cái máy chấm nhỏ như thế thì chạy nó khoảng có thể yếu, nhưng mà nó khỏe khủng khiếp luôn. Đúng không? Máy xe Đức rất là chuẩn. Đấy, cái cửa gió điều hòa này anh chị này, đấy, đặc trưng nhá, ghế zin nguyên bản nhá, rất là đẹp và mới. Đấy, trần là màu kem luôn. Đấy, tuyệt vời. Và bây giờ thì khoang động cơ xem nào, một chút khoang động cơ. Đấy, đóng cái cửa sướng lắm, và chạy con này quả tội là rất phê luôn, rất phê luôn các bác ạ.
Vâng, trái tim và linh hồn của chiếc xe là các bác đang quan tâm. Chấm 6 thôi các bác ạ. Vẫn công nghệ máy TFC nhé. Và đây, bật cái này lên cho các bác xem khoang động cơ này. Ôi dồi ôi là mới này. À. Đó. Cái này có 4 máy thôi. Động cơ 1.6. Đây các bác này. Đó. Rất xanh sạch sẽ, máy gọn gàng, rất tiết kiệm nhiên liệu. Nhưng lại mạnh mẽ vì nó là máy turbo. Đấy, quá ok các bác này. Chân máy rất là to này. Và những cái xe nhập thì keo này, các bác nhìn những đường keo đi này. Đó, tuyệt vời chưa? Vâng, quá phê đúng không ạ? Vâng, đó, trước khi đi phần gầm thì tôi xin báo lại một lần nữa cho các anh chị nhé. Xe này là xe mộc. Và bây giờ tôi bắt đầu cho đánh bóng, tỉa tót sơn một chút để cho cái xe nó trở lại tình trạng như mới. Chiếc xe này là Audi Q3 nhập Tây Ban Nha. Form mới được sản xuất năm 2012. Động cơ 1.6 turbo tăng áp. Đấy, bao cho các bác xe không đâm xô, không thủy kinh ngầm nước các bác nhé. Chạy cực chất, cực phê và cực êm luôn. Đảm bảo với các bác là vận hành cầm lái thì quá sướng, quá đã. Ngoài cái tên tuổi, hình ảnh đẹp, thương hiệu thì Audi là một cái gì đó mà chúng ta luôn luôn ước ao. Nhưng lúc mới thì nó đắt quá. Và bây giờ thì giá nó chỉ còn 550 triệu thôi các anh chị. Nếu mà quan tâm thì có thể đến số 175 đường Định thành phố Hải Dương, hoặc điện thoại ngay cho Phúc Yo 0935 32 33 và 33 các bác nhé. Thank you các bác. Xin mời các bác đi phần gầm để kiểm chứng chất lượng chiếc xe tuyệt vời luôn. Và gầm đây các bác. Đó, nó sẽ quyết định cho cái xe nhé. Các bác nhìn này, con Audi phê chưa? Ốc à, máy khô giòn và máy sáng. Đặc biệt là vật liệu càng. Các anh chị nhìn giúp này. Hợp kim nhé, không hai công dị. Tuyệt vời chưa? Này, càng như này tại sao nó không chắc chắn? Đấy, đây này, to đùng. Càng đỡ máy nhé. Khác biệt với tất cả các dòng xe khác này các anh chị này. Đấy, đây nữa này. Đấy. Cắt tè này, máy này, cho các bác xem từ con ốc này. Đó, hệ thống càng này. Đấy, như con này nó quá tuyệt vời này. Chúng ta thường là xem những cái đời này, cái thảm chống ồn này nó không còn như con này này. Thảm chống ồn nó như con như mới tinh này. Chúng ta nói luôn cái chất liệu của cái xe về cái phần gầm không phải suy nghĩ gì nhé. Bô của nó vật liệu thì không han không dị này. Mã bô này. Mã nhé. Nguyên bản nhé. Gầm con này quá tuyệt vời. Đây, hệ thống cầu này. Ốc này, các bạn này. Đấy. Đây, bô này. Mới khen nẹt từ cái tem này, càng A này còn này. Đây. Chuyển động cầu này, tem còn này. Đấy. Xe nó mới chuẩn như thế. Đúng là tem này. Ốc này. Nguyên máy sơn nhà máy này. Đặc biệt cái bô bảo đi. Nhìn con này phê. Phê khủng khiếp luôn. Các bác nhìn này. Đấy, gầm bẻ của nó này. Bô này. Tem này. Sợ chưa? Đấy. Và sassi đằng sau để tránh cái đâm va nha các bác này. Chuẩn nha. Đấy. Những cái lớp keo này trông dị này. Hộp sàn này. Ít khi gặp những con như này. Đầu ra xì này. Đấy, thì các bác không sợ bị đâm va nhé. Cái cả cái cạnh ngoài kia nó chuẩn như này. Đấy. Chuẩn chưa? Đó. Đoạn ít xem phần gầm ấy. Nó là như vậy các anh chị nhé. Những cái ô tô đằng sau này. Phẳng căng này. Đấy. Bô này. Vâng, chỉ một từ con này nó phê lấp người. Rất ít gặp những con mà còn giữ được cái gầm như thế này. Các bác ạ, thank you các bác.